ចាំទៀតសូមបងប្អូននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើស្បែកជ្រូកបំពងស្បែកជ្រូកនេះវាមាននៅស៊ីសងក្រាមហើយជាកន្លះគីឡូស្បែកជ្រូកនេះខ្ញុំលាងហើយហើយខ្ញុំលាងអំបិលស្បែកអំបិលផងស្បែកទឹកខ្មៃផងហើយវាទៅស្ងោរសិនព្រោះខ្ញុំជាខ្លាញ់ស្ងោរហើយជាខ្លាញ់បានវាស្រួលណាស់ការយើងស្ងោរយើងជាខ្លាញ់ពេលនៅឆៅចឹងពិបាកចាំយើងដល់ស្ងោរឆ្អិនហើយចាំយើងជាខ្លាញ់ឥឡូវខ្ញុំលាងទឹកខ្លះហើយវាទៅស្ងោរ Tức là lạc nắng nữa nè. Bắn mặt lục đi bạc phê. Chờ là bắn tận năng phút á. Để đặt bài chuột nữa nè. ត្រង់វាឥឡូវយើងយកវាទៅលាងបន្តិចយើងវាជ្រះអំបិលជ្រះខ្លាញ់មិនទៅហើយយើងបើកវាឲ្យស្រស់ទឹកបន្តិចទៅហ្នឹងហើយទុកវាឲ្យស្រស់ទឹកបន្តិចចាំយកទៅជាខ្លាញ់ជាខ្លាញ់ខ្លាញ់ចឹង ចាំដល់យើងជាយកខ្លាញ់ចេញ ស្ងោរចឹង ជាខ្លាញ់ស្រួល ជាកាន់នៅឆាន់ ជាអត់ស្រួល sai cho bóng ổn cho chất thông tụi bà ná cắt tam chất dưỡng đó cắt tam dưỡng người cho chọn bàn đó cắt chẳng ăn thái thái làm sao sụp mâm lộc phê và bọn con mình chưa chết mà sao sụp món đã tầm bỡ đã tầm bỡ có bán được và đây nhầm đặc trưng nó có viên miền chiết chứ ngắn viên miền làm mà sao sụp món viên miền rừng viên sọc của bọn mình rồi tới nhầm đặc hà đó sai tập thay và thay cái đai khắng
hal pin mà ngày rồi pin ngày chúng ta tạm hal mưa tạm ngày nữa abis ngut lagi rem nằm cho tập bóng nhà lại bán nó dừng đã chắc là mình đã hal tháng ngày vận tải ở sân miền tháng ngày tới nhưng hal về bị bay tháng ngày tất abis ngut đó nữa chắc là bay chụp được nhầm hal nó kềm anh hai krim hai rừng chân hai krim chân 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 cái này bên lại nó làm không đi sweet lắm. Hãy chẳng bóng đá. Chúng ta sụp món mắt ngắn nhất. Sweet lắm. Chào con mắt ông. Nhưng trước khi là video ca thì bà con chú kể đi tôi